Max, hả? Muốn mình giúp làm cho răng cậu trắng sáng không? Thật sao? Cậu có thể làm trắng sáng được luôn hả? Nhìn đây nè, làm như vậy thì răng sẽ sáng hơn bao giờ hết chứ gì nữa hả? Được đó, làm đi, làm đi. Mình làm á nghe. Đây là cách để đánh răng nè. Cái cậu vẫn còn con nít quá. Giống ông cụ quá, buồn cười chết đi được à. Sam ơi, cậu bị sao vậy? Cậu không sao chứ? Để mình xem thử. Đừng động vào mình. Sammy. Nè Sammy, cậu không cần phải tức giận tới vậy đâu. Mình ra ngoài một chút đây. Cậu ấy bị sao vậy hả? Em trước, lấy cho em trước đi. Trước mà. Phụ nữ luôn được ưu tiên chứ. Thôi nào các em, chờ tới lượt đi. Nè, em cũng cần làm khô đó. Không, em không sao đâu. Suzy, em trước đây. Không, làm cho Sammy trước. Không, em đã nói không sao rồi mà. Không sao đâu, không sao. Làm khô trong đồ khi ấm áp này thích lắm luôn á. Em đã nói là không cần mà. Nóng. Xin lỗi. Em đã nói là không cần rồi mà. Nè Sam ơi, chuyện đó có gì to tát không? Đúng rồi, đâu phải trẻ cố tình làm vậy đâu chứ. Sao mọi người lại tức giận như vậy? Đừng tức giận mà. Thôi bỏ đi, mình không cần các cậu nói đâu. Sam bị gì vậy ta? Gần đây cậu ấy kỳ lạ quá. Cậu ấy có bị bệnh không? Bắt đầu nào. Sammy, cẩn thận đó. Cậu không sao chứ? Đừng động vào tôi. Đừng để ngón tay của cậu lên người tôi. Sammy, tôi xin lỗi. Thật đó. Dù có là Suzy hay là Louis cũng là con người vô dụng. Ước gì họ biến mất luôn đi cho rồi. Sammy bị gì vậy? Gần đây cậu ấy hành động kỳ lạ quá. Cậu có nghĩ có thể cậu ấy giấu vết thương của mình không? Phải nói với tụi mình là cậu bị thương chứ. Mình thấy có lỗi với cậu quá Sammy. Tội nghiệp cho em ấy quá. Chúng ta phải làm gì đây? Suzy, em nghĩ Sammy đang phải chịu đau rất nhiều đó. Chị không thể nhìn em ấy đau đớn nhiều như vậy được đâu. Em là người mạnh mẽ nhất mà chị từng biết. Chị sẽ cố gắng làm mọi thứ để có thể giúp cho em khỏe hơn nha. Đúng vậy, tụi mình luôn ở đây để giúp cho cậu. Nhanh khỏe hơn đi nha Sammy. Suzy, chị ở đây lâu như vậy là vì em sao? Không, không, chị ta chỉ giả vờ lo lắng cho mình thôi. Mình đừng tin vào chuyện đó. Không, đầu của mình. Ở đây nè. Nè. Sammy,
với người đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Sao ngươi phải cố gắng sống hòa mình với con người chứ? Nhìn đi, ngươi đã mất đi khả năng bay về những người đó có phải hay không? Bắt tay với ta, chúng ta sẽ cho những người đó thấy cái kết quả xấu xa của họ. Sau đó, chúng ta sẽ thống trị tất cả con người và loài vật. Đấy, tới đây. Chào tụi em. Hình như con mèo này bị lạc đường đó. Trong thời gian chờ tìm được chủ nó thì tụi em làm quen với nhau đi ha. Tên mình là iPass. Rất vui được gặp. Cảm ơn vì đã để mình ở với các cậu. Tên của mình là mình là Tom. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì thì nói cho mình biết nha. iPass, để mình dẫn cậu đi xem xung quanh ha. Đậu phộng, mình thích đậu phộng lắm. Quá. Đây là đậu phộng mà mình cố để dành cho dịp đặc biệt mà. Vua đậu phộng yêu thích của mình. Chỉ có một trên thế giới này mà thôi. Ồ, sao vậy? Mình không thể ăn đậu phộng được sao? Đương nhiên là ăn được rồi. Cậu cứ ăn đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều. Đây. Nè các cậu ơi, ở dưới giường có cái gì kìa? Đâu? Đâu? Mình không nghĩ có gì dưới đó đâu. Là cái gì vậy? Nè, cậu đang làm gì vậy? Nè các cậu. Ai sai cậu làm chuyện này? Không phải chuyện của cậu. Có phải Pascal? iPad, cậu là gián điệp của Pascal. Cẩn thận đi xin. Mình đã kêu cậu cẩn thận rồi mà. Hay da. Ha, hoa này nhìn giống iPass quá nè. Mình cá là cậu ấy sẽ thích nếu mình đem về tặng cho cậu ấy. Chào các cậu. Nè, giúp tụi mình coi. Tụi mình đã mất cảnh giác. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Là iPass làm đó. iPass lấy hết năng lượng đáng quý của tụi mình luôn rồi. Chắc là cậu ấy đã lên kế hoạch để tiếp cận chúng ta. iPass sẽ không làm những chuyện như vậy đâu mà. Mình sẽ đi xuống hầm tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra mới được. iPass. Mình thật sự xin lỗi. Các cậu, tất cả là do mình. iPass. iPass. Cậu mau tỉnh lại đi iPass. Mọi người ơi, mình xin lỗi và cảm ơn.
Ibas. Vult, cảm ơn cậu. Một ngày nào đó mình sẽ trả ơn này cho cậu. Oh.